Hỏi lê nè. Dưa cải nè. Mắm đầu đúc nè. Xay kéo nè. Mướp dương nè. Dưa khâu. Nói xem nè. Bắp cải nè. Chú xem chín bới nè. Củ cải này nè. Khoai mì bột, khoai mì dương nè. Chắc ăn như bắp nè. Bên cầu chân tết nè. Bắp cải nè mấy chị ơi. Mua đồ tiếp em đi mấy chị ơi. Ăn đắt quá anh ơi, mệt quá à. Em bán năm nào với năm nấy nhờ bà con ta thương mua tiếp anh ơi. Mấy cái ngày cuối năm nó khác gì ngày thường không chị? Bán đắt hơn mấy ngày thường nhiều. Nhờ bà con ta thương nè, má em nè, má em mua thương em nè, mua tiếp em nè. Ăn gì vậy chị yêu của em? Rồi má ơi, má trả con 8 ngàn em má ơi. Rồi má trả con 8 ngàn ơi. 900 ra má trả 200 mà bán không? À 900 hả? Bán. Bán đi. Trời ơi quen mà quay qua quay lại bà con dòng họ không à, bên nội bên ngoại đâu không trời á. Hủ qua vườn đó chị. Hủ qua kia nó 35 mà hủ qua nó đỡ đi nó 20 ngàn nó đỡ được tới 15 ngàn ký hơn. 8 ngàn ký bắp cải bà con ơi. Bắp cải 8 ngàn ký lô luôn. Ăn gì vậy về kiểu đi gì ơi 30 gì ơi. Bữa nay mà bán được 2 ngày 3 ngày Tết kinh. Được qua ngày Tết. Năm mới có mong điều gì không cô? Mong năm mới là mua mai bán đắt nữa à. 12 ngàn ký xài quá rẻ luôn, quá đẹp luôn. Hả? Lên luôn hả? Lên luôn, bữa nay lên luôn. Anh ơi bữa nay ngày cuối năm bán đắt dữ chưa anh? Dữ lắm đắt luôn anh ơi. Đẹp mà rẻ nữa. 12 ngàn ký xài 12 ngàn luôn. Bán mẹ 15 ngàn có chậm. Bán không được, 12 ngàn được rồi. Ký gửi 10 ngàn con vàng ơi. Rồi bữa nay cha bỏ mẹ bỏ hết rồi. Cái này 4 cái lô 30 ngàn luôn. Nói nghe nè, bây giờ con vàng cứ lựa bỏ đại đóng nó đi. Là em coi nghe tính đi, có người mà vô. Không nhận trời ngộ chứ.